công an Cộng sản Việt Nam đòi quân sự hóa với trực thăng chiến đấu và súng chống tăng, tin từ Hà Nội. Chỉ vài ngày sau khi trên cả nước Việt Nam nổ ra một đợt biểu tình rộng lớn chống dự luật đặc khu, truyền thông trong nước trích đăng một thông tư của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã tăng cường quân sự hóa cho công an các cấp. Theo thông tư 17/2018, từ đầu tháng 7 tới đây, công an từ cấp huyện trở lên có thể được trang bị súng ngắn, súng trường, súng cối, súng DKZ, hỏa tiễn chống tăng cá nhân. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam như trại giam, công an cấp tỉnh, công an quận, huyện, thị xã có thể được trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối, súng DKZ, trực thăng vũ trang, hỏa tiễn chống tăng cá nhân. Công an xã, phường, thị trấn có thể được trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui, điện, bình xịt hơi cay. Thông tư cho biết Bộ trưởng Công an được quyết định trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ cho toàn lực lượng khi có tình huống khẩn cấp hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. Một trưởng Công an có quyền quyết định điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân sự, quân cụ hỗ trợ từ đơn vị hay địa phương này sang địa phương khác trên phạm vi toàn quốc. Kính thưa quý vị, thông tư của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh ngày này sắp hủy bỏ các tổng cục và thực hiện các đợt sa thải hàng loạt trong vòng mấy năm tới.